bèo, nhưng mà con bánh bèo, bánh bánh bèo thì ở nông thôn, thành phố, ở trong hẻm, ngoài hẻm, thôn, xã, phường thì chỗ nào còn có bán, trong đường, ngoài đường, bánh bèo bán nhiều lắm. Nhưng mà có những người không phải bán phổ thông nhiều như vậy là ăn được hết, mà có những người không ăn được, đó là những người, chứ không phải là ăn được hết, đó là những người suy thận, huyết áp, tiểu đường, rối loạn, chuyển hóa lipid, tim mạch, bà bầu. Đó là những người không ăn được bánh bèo, vì bánh bèo nó nhỏ, nó giòn, mà trên coi bánh bèo nó vậy chứ mà đơn giản. Nhưng mà có những người không ăn được, đó là những người suy thận, không ăn được bánh bèo, huyết áp, không ăn được bánh bèo, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid, tim mạch, bà bầu, là không ăn, không ăn được, không ăn được nha bà con. Đó là không ăn được á, không ăn được bánh bèo á. Mà tốt quá thì nên ăn, còn những người mà không có cái phải không nên ăn á, thì còn người, những người nên ăn được, mà ăn được á là một lần 100g thôi. Bánh bèo thì chỗ nó làm dày, làm mỏng, làm to, làm nhỏ, cho không đều nhau, cho nên cứ tính bằng gram. Một lần, một tuần ăn không quá 2 lần. Mà mỗi lần ăn 100g. Đó, thì nó tốt, vì bánh bèo có nhiều cái mà tinh bột. Đó, thấy không bà con ha? Chất béo, vitamin, khóm A, đó, khóm B. Có thể ăn thay bữa ăn chính, vì bánh bèo ăn nhiều được, nhưng mà ăn trong số lượng đó thôi, ăn ở trong 100g thôi, một lần ăn thôi. Nhưng mà con khi ăn 100g thì một lần, mà một tuần á muốn tốt thì ăn chỉ có 100g đó nha bà con. Cho bà con vui vẻ mình khỏe bà con ơi, xin chào.